Mặt đường loáng ướt sau cơn mưa trưa, những đám mây thấp phủ đầy trời Nam đảo vào sáng hôm nay cuối cùng cũng trút nước. Nhưng thiên địa hữu tình thay, chợt tạnh khi chúng tôi bắt đầu du hành lên Bắc đảo. Chiều hôm nay, 29 tháng 4, chúng tôi đi viếng miếu bà Phi Yến đây, cho dù sau này nổi lên xu hướng tẩy trắng cho Nguyễn Ánh. Ngay cả giai thoại về bà và con trai là Dương Tử Cải cũng bắt đầu được đưa vào hệ thống xét lại, không muốn vinh danh người phụ nữ cương trực, giảm đem lời khuyên can nghịch ý chủ thượng như bà nữa. Đúng sai, công tội luôn có đất trời chứng giám. Chỉ biết rằng bà Phi Yến luôn được nhân dân kính ngưỡng, phụng thờ. Chỉ biết chắc một điều là Nguyễn Ánh luôn luôn có những ý tưởng và hành động cầu diện cắt đất dân cho ngoại bang, mà điển hình được ghi trong chính sử như cầu diện Simla, cầu diện Pháp và đảo Côn Lôn mà dân ta đang sinh sống đây suýt nữa đã đường đường chính chính thuộc về chủ quyền nước Pháp theo tinh thần hiệp ước Versailles như đã nói ở phần 1. Sau khi diễn biếu bà, chúng tôi tiếp tục thực hiện chương trình tham quan Bắc đảo. Thật bất ngờ khi đi ngang nghĩa trang Hàng Keo, cảnh quan thật thoáng đẹp đầy hoa, tọa lạc trên trục đường Nguyễn Chí Thanh, cách trung tâm thị trấn chỉ 2 cây số. Từ đầu thế kỷ 19 cho đến năm 1940 được gọi là thời kỳ khủng bố trắng, thực dân Pháp đã chôn hơn 10.000 tù nhân. Hiện nay nghĩa trang chỉ còn lại rừng tự nhiên, một số hài cốt được cải táng về khu D nghĩa trang Hàng Dương. Phần lớn còn lại là hài cốt thất lạc ra biển khơi hay vùi sâu trong lòng đất mẹ, được đời sau tưởng niệm bằng một tấm bia đá. Sự nổi tiếng khiếp đảm của nghĩa trang Hàng Keo đi vào thi ca một cách đầy ai oán. Đi Hàng Keo là lối nói của người tù khi tiễn bạn về nơi an nghỉ. Côn Lôn đi dễ khó về, sống nương núi Chúa thác về Hàng Keo. Ngày nay cung đường Bắc đảo tuyệt đẹp đã đưa tất cả du khách trải ngang Hàng Keo. Đất nước hòa bình độc lập thống nhất cũng là mong ước của những người từng ngã xuống và trở thành chứng tích thiên thu. Gió đây đất đắp thành xương cốt cứ gọi. Nơi đây đã đường cỏ ống, nghe tên cũng biết là đường dẫn tới sân bay. Trên tuyến này có một điểm tham quan nổi tiếng là mũi tàu bể, cách trung tâm Côn Đảo hơn 7 cây số. Sở dĩ gọi là mũi tàu bể vì nó được bao bọc bởi những phiến đá dựng đứng tạo thành vùng cung ôm trọn biển, nhìn như một mũi tàu. Trên đây là những hình ảnh minh họa lấy từ mạng với mục đích miêu tả dốc xuống nguy hiểm và diễn tả đặc điểm tuyệt đẹp
của phía bên dưới mũi tàu bể. Chúng tôi không thể thực hiện điều này vì độ khó. Và hôm nay trời rất xấu. Từng hàng từng lớp vẫn hùng binh giữ biển đảo xa khơi, là một gió cứ thổi hoài thôi mà. Từng lớp vẫn hùng binh giữ biển đảo xa khơi, là một gió cứ thổi hoài thôi mà. Trời quá tệ khi chúng tôi check-in mũi tàu bể. May mà đã bỏ qua ý tưởng đón bình minh ở nơi đây, không thì thất vọng tơi bời. Mây đang cuồn cuộn trên bầu trời Nam đảo. Mai thai chúng tôi đang chạy ngược về hướng Bắc. Và bây giờ, mưa đang trút xuống mặt biển, cơn buồn giận của mình với biển đảo phía Nam. Chạy mưa thôi. Ta ước mơ một chiều thiêu nắng. Đó là mơ ước của chúng tôi bây giờ. Chiều Bắc đảo nặng nề sao? Nếu như đã từng khen bằng bốn chữ cung đường ngoạn mục thì nghe có chút gì cay đắng. Tất cả trông vào ông trời. Đường đèo khá cao so với mặt biển. Đây cũng là lối đến sân bay. Xe điện của chúng tôi rẽ sang hướng đầm trầu, cùng với vài chiếc xe khác cũng đang đổ khách. Tuyệt đại đa số các công ty lữ hành, tổ chức tour Côn Đảo đều đưa khách đến đây tắm biển. Chuyên trang du lịch Travel and Leisure công bố 25 bãi biển đẹp trên thế giới. Trong đó có bãi đầm trầu đứng thứ 18 với những đặc hữu. Bãi biển sở hữu các dạng mịn, có rặng tre, rừng cây râm mát quanh năm, thích hợp cho khách thư giãn trên võng hay ung dung đi bộ. Nhược điểm là nằm rất gần sân bay nên khi hạ cất cánh nghe tiếng ồn và tạo cảm giác kích thích. Có người sợ hãi, có người phấn khích. Nhóm chúng tôi thuộc tiếp sau. Đi về cuối bãi đầm trầu là một địa hình khác. Giữa bãi cát bệnh, bỗng có khu đá chồng đa dạng. Có lúc chồng lên nhau, có lúc vươn chân ra biển. Trước khi đến Côn Đảo, chúng tôi thường thấy người ta review về bãi tắm bí ẩn, còn gọi là bãi suối nóng, cách đầm trầu một ông láng giềng bằng đá. Chỉ 50 mét thôi, nếu triều cạn, có thể đi dòng bằng đường thủy, nhưng chiều nay thì biển không cạn lắm nên đành phải cố mà leo qua.
Người không leo qua được thì cũng có thể ở lại chơi dưới dụng nước trong. Tuy trời chuyển mưa nhưng nước biển dần rất trong sạch, tuy không lên màu lam như khi trời có nắng, nhưng sóng nhẹ, ấm áp, tắm rất sướng, miễn là đừng tắm gần bãi đá mà thôi. Chịu thế đi. Tao để đây nhảy. Giờ thì theo bước chân của những người vượt qua dãy phân cách tự nhiên là những mỏm đá kia. Khi qua 50 mét đá là bước chân ngay xuống một bãi tắm nhỏ nhưng cực đẹp. Nước trong, cát mịn, hơn hẳn bãi đầm trầu. Ấy là đang một chiều mây mờ dày đặc. Đừng nói chi tới buổi trời quang nắng sáng, hẳn là bãi tắm tuyệt vời nhất, bí ẩn nhất và vắng người nhất. Truyền nhau rằng đây là dòng suối nóng, nhưng thực tế thì ít người cảm nhận được điều đó. Dù đêm qua mưa lớn nhưng bây giờ vẫn là mùa hè nên suối cạn, nước không trong, phần dưới đáy đầy những lá vàng khoai mục, cũng tạo nên màu sắc đặc biệt so với vùng biển ngoài kia. Đúng ra có một con đường nhỏ xuyên qua rừng cây để đi về lại bãi đầm trầu, nhưng lúc này thiếu ánh sáng. Chúng tôi không tự tin khi về bằng đường lạ, cho nên cả nhóm quyết định quay về bằng đường biển. Chiều cạn hơn lượt đi, dễ dàng băng qua vùng nước trong. Anh được không? Ơi thấy chưa, ta để con đỡ nó bớt cái sức. Hay giỏi, xuống tắm luôn. Xuống tắm luôn đi.
Bây giờ hội họp ở biển Đầm Trầu, biển êm lắm, nước rất ấm, ghiền tắm đến không muốn lên. Vui nhất là lúc máy bay hạ thấp ngay trên đầu, cả đám reo dãy tưng bừng. Giây phút ấy thả cho tâm tình thơ dại trồi lên làm chủ, thật là thư sướng. Mưa lấm tấm rơi trên mặt biển, chúng tôi vội vã ôm đồ chạy. Xe điện vẫn chịu khó chờ ở rặng phi lao. Chúng tôi rất khen ngợi cung cách phục vụ du lịch của đảo, luôn có mặt khi cần. Mỗi tài xế là một hướng dẫn viên ân cần chăm sóc. Số lượng đầu xe cũng nhiều, rất tốt. Hai bên hông xe điện có lưới mịn để che mưa. Tất nhiên mưa to quá thì cũng không thể bất chấp mà đi. May là chiều Bắc đảo nương tay, mưa vừa đủ cho biết không gian mưa nó buồn như thế, như thế. Tối nay chúng tôi đi ăn hải sản ở quán Úc Triệu, đường Trần Phú. Cua mặt trăng 1,3 triệu một ký, sò quạt 550 một ký, ốc hương 650 một ký, ốc hai còi 550.000 một ký, mì xào hải sản 300.000 một dĩa. Đừng nghĩ rằng giá hải sản rẻ hơn đất liền, chỉ được cái tươi sống. Đường đêm yên ắng, không khí sau mưa khá thanh thoát, nhẹ nhàng. Thôi thì vào quán cà phê góc phố ngồi hàn huyên tâm sự, tổng kết một ngày sáng nam chiều Bắc đảo. 29 tháng 4 này bị mưa rượt nà, mai mà chạy ngược chiều gió, không ướt một cọng tóc, vui. Đã chuẩn bị tư tưởng trên tấm mưa dưới tấm biển, nhưng vẫn không đến nỗi. Bãi Đầm Trầu vẫn lưu được ấn tượng tốt trong lòng lữ khách. Sao uống trà gừng ngon nhất kìa, phải không? Trà gừng ngon, mở thêm hai lọc đường rồi mới ngon. Yeah. Rồi, ngon. Rồi, rồi cô Thủy rồi. Chào ông cô Thủy, uống đá lạnh nó ngon ha. Chú Phụng Dân. Như kìa, ăn kìa. Kim châu nó mới chín ngon dễ thương vậy. Ngon rồi. Ngon hơn cơm, quá ngon. Điểm qua ngày tới, 30 tháng 4 đại lễ, dậy sớm đi chợ địa phương thôi. Đến đâu cũng phải lướt qua chợ truyền thống, đó là kinh lịch không thể bỏ qua. Trước hết, đi chợ An Sơn, chuyên hàng ăn uống. Chúng tôi mua bắp nếp mang theo để một lát xuống thuyền ăn. Về sau mới biết bắp Côn Đảo ngon thiệt. Take each step upon the ground, the season of love.
Bánh trái miền Nam, nhiều loại bắt mắt, lòng muốn thử hết mà bụng dạ chẳng kham. Ngồi vô tiệm Châu Mi kêu tô hủ tiếu mực 55.000, trong khi chờ đợi ăn thử món xôi tím gói bánh kẹp. Biết ngon, chỉ sợ không có dịp ăn thêm vì thời gian gấp rủi. Quán bánh kẹp. Rồi, ăn coi. Béo nước dừa không? Ừ. Ngon hả? Ok. Thơm hương đậu phộng, ăn thơm cũng ngon. Mực trong tô hủ tiếu có vẻ tươi, chắc là lấy từ chợ sớm. Nước lèo thì nêm hơi nhạt, thơm mùi hủ tiếu hải sản. Tô hủ tiếu là hơi lỏng bỏng một tí. Có lẽ là nấu theo quan niệm ăn lấy hương lấy hoa chứ không lấy no lấy béo. Bàn là đặc sản Côn Đảo, có nhiều loại, 400-500 ngàn một ký. Có một loại bánh làm từ hạt bàn và các loại ngũ cốc khác toán nhuyễn, khá ngon, cứ 120 ngàn một hộp, trọng lượng 350 gram. Tôm khô đảo giá không rẻ hơn nơi khác, nhưng đặc biệt ở chỗ là không có vị muối, thuần một vị tôm ngon ngọt cũng đáp muối. Be there for you. We could share the very first snowflowers of the year in your arms where I belong. Watch as the city turns from gray to white, the day turn into night. Love that flows like wayward clouds. That's not what. Nhiệm vụ khảo sát thị trường thực hiện xong, hẳn là trở lại ngồi cà phê tán dóc và chờ ô tô đến đón đi tu hòn. Sáng nay, phượng đỏ rực trên nền trời, hy vọng là một ngày nắng đẹp.